Hôm thứ ba thức dậy đi ra, đi ra ngồi gác cái dòm qua dòm lại, ủa sao gặp giật mình, gặp là cô thanh nữ đi đâu? Thì ông già ông đứng lại ông nói, ông là nếu như cô thiếu nữ có một mình ên mà bốn người dành vậy đâu được. Hôm trước có gửi tôi một số tiền cho tôi mà tôi không biết ai, bây giờ tôi nghiêng mình thành thật. Về kể về cái mẫu chuyện gì Út, cái tựa đề á. Giờ kể về cái mẫu chuyện ba anh em bạn rủ đi buôn. Ba anh em bạn đi buôn nha. Rủ đi buôn mà thử lòng nhau. Dạ. Chẳng mấy đi buôn. Dạ. Rủ với nhau mà đi buôn. Dạ. Cái mẫu chuyện đó là kể như vậy để ba anh em bạn thử lòng. Dạ. Rồi bây giờ bắt đầu kể. Dạ. Là hồi đó đó có ba người anh em bạn này thích nhau lắm, thân nhau lắm, là rủ đi buôn. Cái đi lại tới cái cánh rừng đó, tới cánh rừng đó thì đi không kịp nữa, bắt buộc phải ở trong rừng ngủ một đêm. Rồi mới đi tới đằng kia mới kịp. Thì ba anh em ngủ ở trong rừng sợ con thú dữ nó ăn. Giờ ba anh em là bắt phiên ra, bắt phiên canh ra, mỗi một người canh 3 tiếng để tới sáng nghe. Rồi bác thăm, bác thăm thì cái ông này cũng trúng thăm số 1, là cái ông thợ mộc trúng thăm số 1. Ổng ban đêm, ban đầu đêm cái ổng ra đi mỏi mệt, ra mới ngồi chút cái ông buồn ngủ. Ổng buồn ngủ cái ổng nói tính bụng, thôi bây giờ mình buồn ngủ á thì mình đem bộ đồ nghề mình ra mình làm cho nó đỡ buồn ngủ, đặng mình đốt lửa hoài cho con này kia thấy lửa nó không dám lợi. Thiếu dữ ha, mình làm cho đỡ buồn ngủ. Ông đem đồ mọc ổng ra, ổng lấy cái khúc cây ổng tiện, ổng khắc ổng tiện cái nàng thanh nữ thật đẹp. Nhưng mà khắc rồi hết cái tới phiên ổng rồi, tới phiên ổng đổi phiên cái ông vô ổng kêu cái ông thứ hai là ra gác cho ổng ngủ. Cái ông thứ hai ổng ra, ổng ngồi ổng gác dòm qua dòm lại, cái ổng gặp cái hình cô thiếu nữ đẹp quá, đẹp mà lả lồ quá, không có quần áo gì bận có gì được, lả lồ quá. Cái ổng nghĩ ra, thôi bây giờ mình đem bộ đồ nghề mình ra, mình cắt cho cái cô thanh nữ này một bộ đồ bận coi mới được, chứ thanh nữ mà lả lồ vậy coi sao được. Cái ông gà làm đặng mà cho nó giết cái buồn ngủ đi. Cái ông cắt cái bộ đồ đàng hoàng, bộ đồ bận cho cái nàng thanh nữ bằng cây bận vô, cái coi đẹp quá. Thì tới giờ ông đỡ ra, cái ông vô ông kêu cái ông thứ ba. Thì ông thứ ba thức dậy đi ra, đi ra ngồi gác cái dòm qua dòm lại, ủa sao gặp giật mình, gặp là cô thanh nữ đi đâu đứng đây mà bận áo dài đồ này kia đẹp quá chừng vậy, thấy không? Nhưng mà không có đồ trang trí. Rồi ổng suy nghĩ, nếu không có đồ trang trí, người thanh nữ mà không có đồ trang trí coi sao được. Thôi bây giờ mình cũng trổ nghề nữa, vô lấy đồ thợ hoạt ra, mình làm đồ là trang trí cho cái cô thanh nữ này đi, đặng giết cái thời gian mình đừng buồn ngủ. Ổng ra ổng làm kiền cà rá nhẫn bông đồ này kia đàng hoàng hết, nghĩa là ổng đeo vô cho cô thanh nữ đẹp quá đẹp. Thì trong lúc đó mãn giờ gác của ông thứ ba rồi, thì đi vô cũng là sửa sạn đi, ba ông sửa sạn đi mà. Thì đi ra cái gặp cái ông Sa Môn. Ông Sa Môn này ổng là kêu tu luyện đó, vì còn ổng cũng vô rừng ở trong á, ổng tu luyện mình ơn ổng à. Ổng đi ngang qua sao ổng gặp ổng nói, ủa sao mà cái cô thanh nữ này đứng đây đẹp quá, đứng đây mà không có là đi đứng gì hết trơn, kêu nói chuyện không nói. Thôi bây giờ mình ngồi đây mình tịnh để tiếng. Ổng ngồi xuống tịnh. Ông tịnh một hơi thì cô thanh nữ này gõ gậy,
nhúc nhích đi. Cái ông ấy nói được rồi, vậy là ông Tịnh như vậy đi được, thì ba ông kia sửa soạn đi, thì ra đặng mà dòm cái cô thanh thiếu nữ này mình mới tạo đây, mình dòm cái rồi hãy đi ra dòm sao thấy cổ biết đi. Cổ biết đi cái ba ông ấy là xanh lòng, nghĩa là hơi đẹp nhãn. Ông này mới dành, cái này của tao ông kia rồi, và ai cũng dành hết trơn á, dành của vậy ha. Cái ba ông, cái ông sa môn này ổng cũng cử nữa, là bốn người là của tôi, ai cũng dành của tôi hết. Trong số đó, trong rừng phải xuất hiện ra một ông già hàm râu tóc bạc, ổng đi tới thấy bốn người đang cử nữ mà dành một cô thiếu nữ, thì ông già ổng đứng lại ổng nói, ổng là nếu như cô thiếu nữ có một mình ên mà bốn người dành vậy đâu được, bây giờ tôi nói mà mấy ông nghe thì tôi xử này cho. Bốn ông kia nói vậy ông xử coi gì ai, là bây giờ bốn ông á thì đứng bốn góc, cô thanh nữ ở giữa đây á, thì tất nhiên cô thanh nữ đi lại ai đó thì của người đó. À, tôi xử vậy mấy ông đồng ý không, chứ bây giờ mà bốn người mà giành giật một cô này đâu được. Bốn ông đồng ý, bốn ông đứng bốn góc. Thì trong lúc đứng bốn góc rồi đó, thì cái ông già ông nói thôi, bây giờ cái cô thanh thiếu nữ này á, cô muốn ở với ai thì cô đây đi ngay người đó, trong số bốn người thì cô thanh nữ này cổ đi thẳng, không lại ai hết. Cô đi thẳng lại cái gốc cây bự, sau cái gốc cây bự nó hẻ, nó nứt hẻ ra bự ra, thì cô thanh nữ này bước vào đó, cái gốc cây đó nó hép lại, cổ ở trong cái cây. Bởi vậy là quần lai nhất bổn là nhất định, nghĩa là cái gì tạo cổ, cổ đi ngay cái đó, thân cổ bằng cây, thì cổ đi vô cây bằng gỗ mà. À, thành ra bởi vậy có cái câu là nói vì danh lợi sắc đẹp xe lơi tình nghĩa. Đó, thử ý vậy mới biết, mới biết ba anh em này coi nói vụ mần mà có tiền muôn bạc dạ rồi, ý ra sao nữa, ý có cái sắc đẹp không đó mà còn giành giật với nhau, thấy không, trong bụng mà tới ông sa môn ổng cũng còn giành nữa. Ổng là người tu thiền rồi mà ổng cũng còn giành nữa, đẹp quá ông, quá dành. Đẹp. À, đó, bởi vậy cái câu là cái câu là vì danh lợi, vì sanh danh lợi sắc đẹp mà xe lơi tình nghĩa, anh em thích cốt lắm, nhưng mà tới đó cái gì là sắc đẹp mà buồn nhau hết trơn. Đó, câu chuyện tới đó. Dạ. Câu chuyện tới đó là kết thúc. Kết thúc. Tôi xin nói một cái nữa. Dạ. Còn không? Dạ, còn. Dạ, vậy thì tôi bây giờ tôi thấy ở trên cái nhắn tin đó, nhưng mà tôi không biết ai. Thôi bây giờ tôi nói như thế này, hôm trước có gửi tôi một số tiền cho tôi mà tôi không biết ai. Bây giờ tôi nghiêng mình thành thật, nghĩa là lòng của tôi mà cảm ơn cái cô Quỳnh này là hết sức, là vì cổ cũng có cho tôi được số tiền, tôi mua được bộ quần áo, chứ tôi mặc giờ tôi mặc tôi ngồi nói đây là lành lẽ. Còn hồi lúc trước ban đầu á thì tôi bận cái áo thun lá và cái quần cục tôi nói chuyện. Vậy là tôi cũng nhờ cái cô Quỳnh để có cho tôi tiền, vậy là lòng thành kính biết ơn cô nhiều lắm. Yeah.